mới đeo cá nè chị. Nãy mình đi cái kia đi múc mình luôn á. Bảy môn là đây nè. Hả? Đều cổ mã hả? Ủa theo nãy nó ghi đều cá mà. Ok. Vậy chưa tới đều cá đúng không? Tuyệt vời. Chị quay phim hả? Quay phim không? Cái gì vậy? Đua xe hả? Đua xe chị ơi. Ờ. Nó chơi chứ nên đua xe tầm này. Dân địa phương đông phết nha. Mười chín cây nữa mình sẽ tới. Chết lên đâu. Thôi đi mình đi cho kịp đón hải đăng em. Tao đón hoàng hôn nha. Mình để tên rồi để hỏi còn chết lên nữa ha. Đi luôn nha. Đi. Ok. Anh hồi xuống quay đoạn dưới kia đẹp hơn chị. Đoạn này nó bị trắng hết rồi.
này đẹp mà chị, đó này đẹp nè. Ok chưa? Ok chưa? Đó là vịnh Vũng Rô phải không chị? Cái to to hơn trước á. À. Wow. Dốc xuống 9%. Cục đá chị. Cục đá nằm trên đỉnh đó. Có mây đó, đó đúng không? Đẹp quá. Đâu? Đồn biên phòng hả? Sợ quá. Chị muốn đứng lên không? Em dạy chậm cho đứng lên tí. Đây không có người nè, khỏi ngại. Đứng lên tí đi, đứng lên tí cho thoải mái. Hả? Khỏi, tối rồi. Ok. Mình ở ngoài hay đâu có vô hay đang đúng không?
Ok. Wow, đẹp quá. Turn right. Đây nè. Chạy đâu có công gì đâu ta, sao nay nó công dữ vậy chị? Cái đường này ở đây mấy trăm năm rồi á. Mấy trăm năm rồi hả? Chị đoán vậy á. Ghê hả? Chứ nó không thay đủ một năm năm tư đâu. Chắc là lần trước mình chạy tay ga mình không có cảm nhận được độ công của nó. Lép dụng nội à, nó chỉ vô đây nè. 200 meters turn left, head southeast. 500 meters turn left. Quá đã. Chờ lấy thân nếp đây ra. Wow, có vẻ mình sẽ được ngắm hoàng hôn ở đây luôn á. Wow. Muốn ngừng đây không? Ngừng đây ha. Mình đi quay thăm láp đi. Ngồi uống nước xíu nha. Ok không? Hả? Ok. Đây. Nhìn camera cái. Yeah.
đây mình chạy vô đây cái gì người ta nhìn quá trời luôn. Số nè, ủa mình đi đâu nè?